Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh, vì bốn tịnh lự thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì tám giải thoát thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh, vì bốn niệm trụ thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì năm loại mắt thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên mười lực Phật thanh tịnh. Vì mười lực Phật thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.